Và sau đây sẽ là phần thuyết trình của các em học sinh khối 7. Chúng em là Việt Anh, học sinh lớp 7B2, Khánh Huyền, học sinh lớp 7B1. Đến với đêm rằm Trung Thu của trường trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh hôm nay, chúng em xin trân trọng, chúng em xin gửi tới các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh lời chào trân trọng nhất. Xin chào các thầy cô, các bạn có một ngày Tết Trung Thu xung vầy thật vui vẻ và tràn ngập tình yêu thương. Tết Trung Thu là một trong những dịp Tết cổ truyền của dân tộc ta. Tết không thể thiếu mâm cỗ trong trăng. Sau đây, chúng em xin thay mặt cho các bạn khối 7 trình bày ý tưởng về mâm cỗ của khối mình. Kính thưa ban giám khảo, mâm cỗ của chúng em có chủ đề mái ấm yêu thương. Trong gia đình của chúng ta thì không thể thiếu cha, thiếu mẹ và thiếu các con. Cũng như trong trường học, phải có các thầy cô giáo, có các bạn học sinh. Và đặc biệt, trong ngày Tết Trung Thu, không thể thiếu chị Hằng và chú Quệ. Đây là quả bóng tượng trưng cho ông Trăng và chị Hằng. Quả dứa tượng trưng cho cây Tây Đa và chú Quệ. Quả dưa hấu tượng trưng cho người cha, người mẹ, thầy cô đáng kính của chúng em. Còn đây là các loại quả gần gũi, giản dị nhưng cũng rất đẹp, tượng trưng cho các con trong đại gia đình. Ở giữa mâm cỗ là cỏ bồng, tượng trưng cho tình yêu của mọi người trong đại gia đình đang quây quần bên nhau, rất vui vẻ, hạnh phúc trong ngày Tết đoàn viên. Và bên cạnh đó, mâm cỗ Trung Thu của chúng em không thể thiếu hai loại bánh là bánh nướng và bánh dẻo. Đặc trưng của ngày Tết Trung Thu là những chú cá tượng trưng cho những đứa trẻ đang tung tăng dưới ánh trăng. Hình ảnh Bác Hồ nhân từ tượng trưng hiện lên những tấm lòng yêu thương dành cho các bạn thiếu niên nhi đồng, như luôn nhắc nhở chúng ta phải cố gắng học hành tốt, chăm ngoan để xứng đáng với lòng mong mỏi của thầy cô và các cha mẹ. Qua mâm cỗ, tập thể khối 7 chúng em muốn gửi tới các thầy cô và các bạn lời nhắn nhủ phải biết đoàn kết, thi đua, làm nhiều việc tốt, biết yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, công việc, cố gắng phấn đấu để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước. Chúc các bạn một ngày lễ Trung Thu vui vẻ, chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc cho đêm hội trăng rằm của chúng ta ngập tràn niềm vui. Chúng em xin trân trọng, cảm ơn. Vâng, và xin một tràng pháo tay để chúc mừng cho các em bạn học sinh lớp 6, lớp 7 chúng ta đã hoàn thành phần thuyết trình thứ 7.